mọi người, video ngày hôm nay sẽ rất phù hợp cho những anh chị đang dự định mua em loa KC450 này. Và nó có ích như thế nào thì xin mời anh chị cùng xem tiếp video này nha. Em loa KC450 này thì bên em đang bán với giá là 6.300.000 và kèm theo đó là những ưu đãi rất là hấp dẫn. Tuy nhiên ở thị trường thì em này khách hàng biết đến rất là nhiều rồi, và có nhiều shop thì rất là cạnh tranh về giá, họ giảm giá để bán được em loa này. Tuy nhiên anh chị đừng vì cái rẻ mà ảnh hưởng tới lợi ích hậu mãi sau này nha. Bây giờ thì em sẽ phân tích cho anh chị biết cái rẻ này nó hại như thế nào nha. Đầu tiên thì em sẽ nói về mặt lợi của anh chị khi anh chị mua một em loa kéo KC450 này với giá rẻ. Thứ nhất là khi anh chị mua giá rẻ như vậy thì anh chị có thể tiết kiệm được một số chi phí có thể mua tã sữa cho con cháu. Thứ hai là anh chị có thể hãnh diện được với các hàng xóm là mình đã mua được một em loa kéo KC450 này với giá thật là rẻ. Nhưng về mặt hại thì cái hậu quả vô cùng nặng nề nha anh chị. Thứ nhất là anh chị cần phải kiểm tra thử shop đó có uy tín hay không, có lừa dối ai không, địa chỉ có thật hay không và hàng hóa có thật hay không. Bởi vì không uy tín thì anh chị khi mua hàng xảy ra lỗi thì anh chị sẽ đến đâu mà anh chị có thể bảo hành được cái em loa đó. Và khi anh chị cần hỗ trợ gì thì shop đó có sẵn sàng hỗ trợ cho anh chị hay không. Thứ hai là hàng hóa nơi bán đó có đảm bảo chất lượng hay không, và hàng hóa có mới hoàn toàn 100% hay không. Em thì không biết những nơi bán khác hàng hóa có chất lượng hay không, nhưng đối với bên em thì hàng hóa luôn được chọn lọc và kiểm tra kỹ lưỡng, đóng gói thật là cẩn thận trước khi giao đến tay khách hàng nha. Và mặt hại thứ ba, khi anh chị mua hàng giá rẻ thì bên đó có hỗ trợ bảo hành kịp thời cho anh chị hay không. Với cái mặt hại này thì bên em gặp khá nhiều rồi. Có những khách hàng mua hàng ở những nơi khác với giá rẻ thì họ khi mà gặp vấn đề họ nhắn tin thì bên shop đó không có hỗ trợ kịp thời cho họ, và họ đã nhắn tin qua bên Tâm Việt chúng em để nhờ bên em hỗ trợ sửa chữa. Chính vì điều này mà anh chị nên cẩn thận khi mua hàng giá rẻ. Và thứ tư là bên đó có cho anh chị thời gian để anh chị trải nghiệm sản phẩm đó hay không. Em không biết ở nơi đó như thế nào, nhưng bên em có chính sách là bao đổi mới trong vòng 30 ngày. Có nghĩa là trong vòng 30 ngày đó anh chị xài sản phẩm em, sản phẩm đó bị lỗi hoặc là có vấn đề gì đó, hoặc là anh chị không thích chất âm của em loa đó nữa, thì anh chị có thể đem đến bên em và bên em sẽ đổi cho anh chị một em loa mới luôn. Và thứ năm, khi anh chị mua loa bên shop đó với giá rẻ thì bên đó có cho anh chị là nâng cấp lên một em loa đời mới. Nếu anh chị xài 3-4 năm gì đó rồi, anh chị chán rồi hoặc là cái model đó lỗi thời rồi thì họ có cho anh chị nâng cấp hay không. Nhưng đối với bên em thì bên em sẽ có chính sách là bao thu cũ đổi mới trọn đời luôn cho anh chị. Có nghĩa là khi anh chị mua hàng bên loa kéo tới về chúng em cũng được, hoặc là bất cứ nơi nào cũng được, thì anh chị xài em loa đó chán rồi, lâu năm rồi, thì anh chị có thể đem đến bên em và bên em chấp nhận thu, và anh chị chỉ cần bù một số tiền và nâng cấp lên một em loa đời mới thôi nha. Đó là năm cái mặt hại mà anh chị cần lưu ý khi anh chị mua hàng KC450 với giá rẻ đang trôi nổi trên thị trường rất là nhiều. Nếu anh chị tìm được nơi nào bán với giá rẻ hơn bên Tâm Việt chúng em nhưng đảm bảo được những cái tiêu chí trên thì em khuyên anh chị là hãy chọn mua ở shop đó. Còn nếu không có những tiêu chí đó thì anh chị ghé ủng hộ bên loa kéo Tâm Việt chúng em nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.